Thưa quý vị, hàng loạt hoạt động sự kiện diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, với sự đầu tư về số lượng và chất lượng, đã thu hút đông đảo du khách đến với thành phố, khuấy động không khí du lịch của Đà Nẵng, góp phần tiếp tục khẳng định thành phố là điểm đến của sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Nhiều hoạt động có điểm nhấn như tuần lễ du lịch Hòa Bắc năm 2023, phố ăn vặt Nam Ô, khu vực đường Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, chương trình quảng bá sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng 2023. Các khu điểm du lịch tổ chức nhiều hoạt động sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt khai thác lợi thế hết về biển, Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023 với chủ đề Vũ điệu biển xanh. Chương trình đã mang lại 20 hoạt động văn hóa thể thao du lịch mới phong phú cả ngày lẫn đêm nhằm đa dạng thêm sản phẩm, dịch vụ du lịch biển, phục vụ nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dân, du khách trong và ngoài nước. Biển Đà Nẵng rất tuyệt vời, nhiều gia đình đang tận hưởng tại đây. Tôi thấy các hoạt động ở biển rất là hay ho, phù hợp với trẻ em và gia đình, cũng phù hợp với tôi. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại thành phố vào những chuyến đi tiếp theo. Chủ đề của chúng tôi hôm nay là Vũ điệu biển xanh, với mong muốn là khi mà du khách hoặc người dân đến với Đà Nẵng thì ngoài cái không gian sôi động thì có một làn nước trong xanh hoặc là những bãi cát trắng nắng vàng, thì những cái đó là những cái tài sản là quý nhất của thành phố chúng tôi cũng có giữ, và làm sao người dân du khách khi đến với cái phố biển xinh đẹp này cũng phải chung tay góp sức của chúng tôi là đảm bảo cái bãi biển luôn là đầy nắng gió, xanh và đẹp. Với hàng loạt hoạt động sự kiện đặc sắc trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 như vậy đã góp phần tăng trưởng lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ, khi có hơn 321.000 lượt khách để đến với thành phố, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt. Đây là con số ấn tượng cho sự phục hồi du lịch Đà Nẵng chỉ trong vòng 5 ngày lễ. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội phục hồi quốc tế Đà Nẵng sau thời gian dài ảnh hưởng dịch. Lần trở lại này, lễ hội sẽ được đầu tư chuẩn bị với quy mô lớn, với màn trình diễn của 8 đội cùng các hoạt động phụ trợ hấp dẫn. Lễ hội được kỳ vọng sẽ là cú hích cho du lịch Đà Nẵng trong dịp cao điểm hè, góp phần đưa Đà Nẵng nhanh chóng phục hồi du lịch và tăng trưởng bứt phá.